Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách về những Pokemon hệ độc nha các bạn. Và ở đây đã có một em Pokemon hệ độc đầu tiên xuất hiện rồi nè. Đó chính là Swiper nha các bạn. Đó, mình sẽ thu phục con này luôn. Bắt nó lẹ luôn một Whipball nha các bạn. Đó. Con này thì cái tỷ lệ xuất hiện nó rất là cao luôn tại những cái vùng đồng cỏ nha. Whipball không thành công rồi cơ. Ồ, vậy thì mình sẽ chuyển qua cái quả khác như là Safari Ball chẳng hạn. Quả này dùng để bắt những Pokemon ở ngoài đồng nè các bạn nè. Safari Ball. Ồ, cũng không thành công luôn. Wow, con này ghê quá vậy. Thôi mình sẽ cho nó một quả nữa đi các bạn ơi. Ngoài xa xa kia có một con có một con boss kìa các bạn à. Ampharos. Lần này thì Survivor đã bị thu phục rồi nè. Để chúng ta sẽ xóa tên nó khỏi game sát đi. Survivor. Hình như là mình ghi thừa cái chữ R rồi. Là xóa đi. Đó. Một em. Rồi để mình ra đây mình xử cái em Ampharos này luôn nha các bạn. Ampharos. Để mình lấy con Ziget ra mới được. Rồi Ziget của tôi đó rồi. Lấy nó ra thôi. Đó. Wow, Ziget của mình còn có 90 mấy máu à. Thôi chơi luôn cũng được. À còn có 86 máu à. Một skill nó gần chết rồi. Mày hả con. Rồi mình sẽ dùng hút ba để mà kết thúc luôn. Mày nè. Ây da. Đánh lâu quá vậy. Nó tốn thời gian thi triển các bạn à. Và nó cho mình một cái viên đá mega kìa. Khá là tiện luôn. Hồi ôi. Rồi xong một em Pokemon hệ độc đầu tiên rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi qua những cái vùng khác để mà thu phục thêm những em Pokemon hệ độc tiếp theo nha. Đó. Đầu tiên để mình chọn cái đội hình thích hợp cái đã. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đi qua cái vùng Swampland nha các bạn. Vùng đầm lầy. Đó, Swampland M nha. Phải đúng vùng này mới được. Đó, để mà tìm con Trippish. Đó, con này nè các bạn nè. Đó, Trippish. Tỷ lệ xuất hiện là 75 chấm. Wow, tỷ lệ rất là cao nha. Và nó xuất hiện tại vùng Swampland M vào ban ngày nha. Đó, chúng ta sẽ kiểm tra xem vùng Swampland M này. Ồ, vùng này nhìn có vẻ khá là nhỏ các bạn ơi. Ồ, bên kia nó có một cái vùng Swampland M khác cơ. Cũng khá là tiện. Để mình đi qua bên này luôn. Ồ, chúng ta sẽ tiến hành đi qua cái vùng bên kia luôn nha. Ây da, xuống đây cái coi. Nhìn nước trong vải chưởng các bạn ơi. Khá là tuyệt vời. Ồ, có mấy cái lá sen nữa nè. Chúng ta leo lên bờ cái coi. Đó, bơi như vậy là đủ rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cái vùng Swampland M này. Hy vọng cái con Shippish đó nó sẽ xuất hiện nha. Đó. Rồi, chúng ta đi vòng vòng coi thử nào. Ồ, gần đây có mấy con Venonat các bạn à. Để mình giết tụi nó luôn. Đánh bại tụi nó luôn chứ. Ồ, Venonat. Lụm mày ngay nha con. Mày nè. Đó, con này thì nó cho mình chỉ các bạn à. Rất là tuyệt vời luôn. Ai mà còn chỉ để làm ba lô có thể đánh bại mấy con này nè để mình nhận được. À, con này. Mày tính chạy đi đâu hả? Ồ, hiệu ứng skill cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Ồ, đẹp vái chưởng. Xời ơi. Chippish. Chúng ta sẽ tiếp tục. À, có mấy con Cosfit nữa nè. À, hung hăng quá vậy. Mới cấp 5 thôi mà. Dễ sung chưa? À, nó cho mình cá và nước sạch các bạn à. Fresh water. Ok. Ồ, ở đây có con Rosh cưng nè. Ồ, con này thì trong tập trước mình đã tiến hóa nó rồi. Chúng ta cắt mấy cái Slam Ball vào đi. Ok. Tiếp tục tìm tiếp các bạn ơi. Wow, có vẻ tỷ lệ 75 chấm mà nó khó xuất hiện người ta. Chắc mình phải đánh thêm một vài cái con Venonat cũng như là mấy cái em Pokemon mà ở đây mới được. Để cho nó tăng cái tỷ lệ hơn. Ồ, có con gì nó kêu ở đây vậy. Để mình kiếm đường đi. Kiếm đường đi ra coi thử nào. Bên đây là vùng có con Kakuna Shiny các bạn à. Ôi ơi, hấp dẫn. Mình qua mình bắt nó luôn. Mình cũng thiếu rất là nhiều Pokemon Shiny nha. Lụm nó ngay bằng Whipball liền. Xê ơi.
và thành công rất là dễ dàng luôn. Hồi nãy có một con Oreo Choreo màu đỏ các bạn ơi, mình đang tính tìm nó. Đây, Rattata hả? Lùm mày luôn nha con. Chúng ta cứ gặp con nào là đánh con đó hết các bạn ơi. Không ngán con nào hết. Ồ, skill này không được hả? Mày không được nữa đi. Ồ, nó cho mình thịt thối. Ồ, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường thôi. Swampland M. Wow, trời nó cũng sắp tối rồi các bạn à. Nó đang chuyển dần sang buổi chiều kìa. Hả, có con đứt lịch nè. Mày hả con? Con vịt hả? Lụm mày luôn nè. Đó. À đây, Chippies của mình cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi các bạn à. Đây, nó tự thách đấu mình luôn. Và cái con Chippies này nó hơi bị nhỏ hả ta? Chắc gặp trúng con cái thước nhỏ rồi các bạn à. Đó. Whipper thành công liền. Có một con Chippies khác kìa. Thôi, nhưng mà mình thấy như vậy là đủ rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua cái hội quán hệ bọ nha các bạn, để mà tiếp tục luyện cấp cho mấy em này. Mình đã đủ rồi. Pokemon hệ độc thì mình còn dưới 10 con. Chưa có đó. Trời ơi, rất là dễ dàng luôn. Đầu tiên là con Chippies. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy con khác ra nữa nè. Đó chính là con đâu rồi? Cosfin. Đó. Pokemon hệ độc đó các bạn ơi. Và con Gunbin nha các bạn. Nó đây. Còn một con nữa đó chính là con Scrap. Scrap. Đọc muốn lẹo lưỡi luôn. Đây, để mình search tên nó cho các bạn xem. Scrap. Ok. Và mình sẽ lấy luôn cái con Vitini của mình ra luôn nha. Đó, tập trước chúng ta thu phục được. Đó. Thu phục chứ không phải là thu hoạch. Khá là may mắn. Vitini, nó đây các bạn ơi. Thôi, để mình chuyển qua con Delsit đi. Delsit đang level 80 mà, để mình luyện cho nó lên level 100 luôn. Đó, vào trong đây, gặp cái ông quen thuộc. Bộ cái heo một phát các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp thôi. Tiếp tục luyện cấp. Mày nè con, Rostray hả mày? Chúng ta học được skill mới nè. Một skill hệ độc mới liền. Quá xịn các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nó lên cấp nè. Skill này thì không có sát thương nên mình không có học. Wow, lên cấp quá chân luôn. Toxic, không học luôn. Tại vì skill không có sát thương. Và có con gì tiến hóa rồi các bạn ơi. Đây là Drupis. Em mà chúng ta vừa thu phục. Nó đây rồi. Nó khá là nhỏ nên mình không có thấy nó đâu hết. Và Tala, nó đã lên con Gapodo nha các bạn. Đây là những Pokemon bãi rác nha. Bạn nhìn nè. Rác trên người nó rất là nhiều luôn nè. Và hình như kích thước nó đang khá là nhỏ đấy. Trời ơi, kích thước búp mì. Quá nhỏ luôn, hàng chi nó có chút ẻo à. Để mình cất nó vào và lấy con Mastrix ra. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp nữa nha các bạn. Thêm một em Pokemon hệ độc nữa rồi. Quá xịn luôn. Lần này thì cái tiêu kỵ Z nó đã có tác dụng rồi các bạn ơi. Quá đã luôn. Chúng ta học được skill khá là mạnh nè. Mình sẽ thay liền. Đó, skill đó là skill tự phát nổ các bạn ơi. Nó gây 200 sát thương luôn đó. Nói chung là máu bên càng cao á là skill đó tác dụng nó càng gây nhiều sát thương đó các bạn à. Mày nè, Slow Ray. Dứt nó ngay các bạn ơi. Lại là skill toxic nữa. Skill đó nó không gây sát thương nên mình không có học đâu. Và hình như có con gì tiến hóa luôn này kìa. Chúng ta học được skill mới nữa. Đây. Và đây là Gunbin nha các bạn. Nó cũng đang tiến hóa luôn rồi. Con này nhìn khá là dễ thương ha. Để mình coi thử nó sẽ lên con gì đây. Nó có hai cái cọng râu kìa. Và nó đã lên con Swalot các bạn ơi. Khá là hấp dẫn. Swalot. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Swalot. Hấp dẫn chưa.
Nó có mấy cái hình thoi ở trên lưng nữa kìa. Mình sẽ cất nó vào và mình lấy thêm cái em Celebi ra nha các bạn. Wow, Celebi mình được cấp 83 rồi đó. Ok, lại tiếp tục luyện cấp thôi các bạn ơi. Quá đã luôn, sao ơi. Wow, ôi. Wow, nó hút lại máu của mình kìa. Cái con Zero Ray này. Mày hả con? Rồi, mình không ai sát thương cho nó rồi và nó vẫn đang hút máu các bạn ơi. Cho mày một skill Z nè con. Cho mày biết sợ nha. Rồi. Ok, chúng ta run thôi các bạn ơi. Đủ rồi. Học được Slug Bomb nè, mình sẽ thay bằng skill Tackle liền. Đó, Slug Bomb một skill hệ độc nữa các bạn ơi. Con Crab này nó vừa mang hệ độc vừa mang hệ nước luôn. Khá là tuyệt vời. Ôi, cái con Suicune nó xuất hiện rồi kìa các bạn ơi. Để chúng ta coi thử con Suicune này nó, kích thước nó có bự hay không. Tại vì lần trước á mình có bắt một con Suicune nhưng mà kích thước nó khá là nhỏ. Ok. Trước tiên là chúng ta đánh bại hết mấy con này đi. Gyroball mình sẽ không học luôn nha. Phải đánh bại thiệt là nhanh để mà ra thu phục cái con Suicune cái đã. Rồi rính thôi. Đó, nhận được khá là nhiều kinh nghiệm các bạn ơi. Wow, khá là hấp dẫn. Tự nhiên ra đây gặp em Suicune. Con này có vẻ khá là bự. Bự hơn cái con lần trước của mình rồi. Để mình lấy con Suicune ra so sánh thử nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng so sánh thử xem. Đâu rồi em Suicune. À sẵn mình sẽ lấy luôn cái con Z-Gate cũng như là Raikou ra luôn nha các bạn. Đó, Raikou lấy ra luôn nè. Và Z-Gate. Đó, mấy con mà cấp 100 á là mình ưu tiên lấy ra trước. Tiếp theo là con Charizard nè. Đó, và một con nữa đó chính là con Suicune. Nó đây. Để chúng ta cùng so sánh kích thước. Ô, nó đâu rồi? À, bên đây. So sánh kích thước thôi. Wow, con này bự hơn. Ha, vậy thì lần này chúng ta sẽ tiến hành thu phục nó luôn nha các bạn. Rồi. Nó đánh mình khá là đau. Mình sẽ sử dụng skill Flame Brush này thử nha. Skill này cũng gây một ít sát thương cho nó thôi, tại vì nó mang hệ nước nữa mà. Ui, nó xài skill Bubble Beam rất là đau các bạn ơi. Đó, skill Inferno của mình nó đang đốt Suicune kìa. Và có vẻ đang đốt thì nó sẽ không có lợi cho lắm ha. Chắc chúng ta phải run thôi các bạn ơi. Mình nghĩ là chúng ta nên run đi. Rồi mình sẽ không có dùng skill Inferno đó đâu. Tại vì nó gây cái hiệu ứng bốc cháy. Nó sẽ cấu máu từ từ rất là khó cho chúng ta. Mày nè con. Hit quay nó liền. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng skill Slash nha các bạn. Skill này hệ thường thôi, nó không có gây hiệu ứng đi kèm nào cả. Rồi mình sẽ slash một phát nữa đi. Wow, nó dùng Bubble Beam rất là đau luôn nha các bạn. Ok, đủ rồi, mình sẽ chuyển qua em NT và tiến hành thu phục luôn nha. Lần này chúng ta sẽ thu phục nó luôn bằng Whispon. Whispon, cổ lên nào. Wow, không thành công rồi. Và mình sẽ dùng luôn cái quả thứ hai là Dive Ball nha các bạn. Tại vì nó đang chạm dưới nước đó, nên chúng ta có thể dùng Dive Ball để mà tăng cái tỷ lệ bắt hơn. Và lần này yes, thành công luôn. Wow, quá xịn các bạn ơi. Ôi, hai quả chúng ta đã có được em Suicune rồi. Để mình so sánh hai con thử xem. Đó, con này nhỏ hơn nè. Và con này to hơn một xíu. Để mình coi kích thước của con này là gì đây. Kích thước con này là small các bạn ơi. Và con kia là Runt. Nói chung thì con Small nó cũng tốt hơn chứ. Quá tiện. Và nó là cộng Defense nhưng mà trừ Special Attack các bạn à. Nhưng không sao. Còn con này thì cộng Speed. Có vẻ con cộng Speed nó sẽ có tác dụng hơn rất là nhiều đó. Ok, giờ chúng ta sẽ quay trở lại và luyện cấp thôi các bạn ơi. Ghostwing và con Crab của mình. Đó. Và mình sẽ lấy luôn mấy con Maestric này ra luôn nè. Cũng như là Delsit ra luôn. Đó. Ok. Đi vô hội quán và tiếp tục luyện cấp thôi các bạn ơi. Ok, quá đã luôn ha. Hai quả chúng ta đã có được em Suicune rồi. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Mày nè con, Slow Ray hả mày.
Lydian và Forestress. Chúng ta sẽ hạ rất là lẹ thôi. Lên thôi các bạn ơi. Rồi, chúng ta lại tiếp tục thôi. Ôi ơi, mấy con này nó tiến hóa lâu quá ta. Chắc nó cần nhiều level lắm đây. Trời ơi. Mày này con Forestress hay mày. Wow, nó vẫn chưa có con gì tiến hóa các bạn ơi. Hai con này khá là cứng đầu. Trời ơi. Chưa tiến hóa thì tôi sẽ tiếp tục luyện cấp luôn. Không có gì phải sợ hết. Ồ, Cosfin học được skill mới nè, mình sẽ thay bằng Smog này liền. Đó. Lydian hả mày. Forestress nè. Hyrobum mình sẽ thay bằng skill khác đi. Đó. Quá đã luôn các bạn ơi. Trời ơi, con nào cũng học được nhiều skill mạnh hết á. Mày nè con Roserade hả mày. Lydian. Đó, và kết thúc luôn em này luôn nha. Ok, và như Cosfin của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. Ồ. Và đúng là Pokemon hạ độc, nó có cái dấu cảnh báo kìa các bạn à. Dấu cảnh báo chất độc ở dưới bụng đó kìa. Nhìn ghê vậy chứ. Ồ, và nó lên con gì đây? Đây là Weezing nha các bạn. Ôi, học được double hit nè. Wow, con này cũng có cảnh báo chất độc ở dưới luôn. Và nó có hai cái đầu luôn hả? Ghê quá vậy. Cũng được thôi. Nhìn nó khá là giống cái quả bơm. Ok, chúng ta lại tiếp tục luyện cấp cho cái con Scrap này thôi nha các bạn. Tiếp tục luyện cấp thôi. Infernal Override nè con. Lại tiếp tục luyện cấp các bạn ơi. Luyện nãy giờ nhưng mà nó vẫn chưa chịu tiến hóa. Rất là cứng đầu luôn. Nhưng mà không sao cả. Cái con Scrap này nó cần level 48 để mà tiến hóa nha bạn. Rất là cao luôn. Nhưng mà không sao. Rồi rên thôi các bạn ơi. Ok. Tiếp tục lại là mấy em này nữa thôi. Rồi. Forest Jet nè mày. Nó vẫn chưa chịu tiến hóa các bạn ơi. Wow, chúng ta sẽ tiếp tục luyện thêm vài đợt nữa đi. Và bây giờ thì con Scrap của mình nó cũng đã chịu tiến hóa rồi bạn ạ. Quá đã luôn. Rồi, để lần này mình coi thử nó sẽ lên con gì đây. Quả nó bự lên các bạn ơi. Quả nó cao hơn nè. Nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Đây là Ragan nha các bạn. Học được skill hệ rồng nè. Mình sẽ thay bằng skill Poison Tail đi. Tại vì nó có skill Aqua Tail rồi mà. Ôi, con này nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Ôi ơi, hệ rồng luôn. Cất nó vào. Rồi, bây giờ mình sẽ cần một con nữa, đó chính là con Clom nha các bạn. Con này thì nó có hai dạng tiến hóa. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thêm một cái dạng nữa. Đó là cái dạng hệ độc nha các bạn. Tập trước chúng ta đã có một cái dạng rồi. Đó. Và để tiến hóa lên cái dạng hệ độc thì nó sẽ cần một cái Leaf Stone. Leaf Stone đây rồi. Chế tạo rất là dễ thôi. Ok, cho nó ra ngoài đây và cho nó tiến hóa luôn. Rồi, Lơm của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. Gloom. Đó. Gloom chứ. Đó. Và lần này nó sẽ lên con. Wow, cái bông lên đầu luôn nè. Đây là Vibum nha các bạn. Wow, có thể cưỡi được luôn nè, khá là đẹp. Đây, mình sẽ cho các bạn coi thử hai cái dạng tiến hóa của nó nè. Đợt trước mình đã có tiến hóa một dạng của con Clom rồi. Đó chính là con Pelosham bằng Sunstone nha các bạn. Còn cái con Vibum này thì mình tiến hóa bằng Leafstone. Ok, quá là tuyệt luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dọn đồ và đi xuống địa ngục một xíu nha các bạn. Tại vì
Có một con Pokemon vừa mang hệ ma vừa mang hệ độc, đó chính là con Gengar. Nó xuất hiện tại vùng địa ngục các bạn à, với tỷ lệ xuất hiện là 1.0. Trời ơi, tỷ lệ rất là thấp luôn nha. Ok, chúng ta sẽ tiến hành đi xuống địa ngục thôi. Thì nãy giờ mình có quanh quẩn dưới địa ngục nhưng mà vẫn chưa thấy con gì hết. Ồ, đây có một con Pawniuck Shiny nè các bạn nè. Đây, Pawniuck Shiny. Wow, con này rất là đẹp các bạn ơi. Hồi cái dạng Shiny nó màu xanh nè, còn cái dạng thường nó màu đỏ. Ôi ôi, rất là đặc biệt luôn. Lượm nó lại bằng Whipball ngay. À, vậy mới xịn chứ. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường để mà kiếm cái con Gengar nha các bạn. Ở đây dưới đây có cái con gì vậy? Để mình coi thử xem. À, đây là Slugma các bạn ơi. Trời ơi, tôi tưởng con gì. Thôi, tiếp tục cái quá trình đi kiếm con Gengar thôi các bạn ạ. Gengar không thấy. Dưới đây gặp mấy con Celadis nè. Trên kia có con rùa nè các bạn à. Đây là Tutornator. Lập nó luôn. Con này thì mình khôi phục hết rồi. Tại vì dưới địa ngục nó khá là tối á, nên nãy giờ mình mới tắt cái shader đi. Đây có một con Magpie các bạn ơi. Cái con này nó rất là hiếm xuất hiện luôn. Ui, mình tưởng nó phải nở từ trứng đấy các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ nó đã xuất hiện rồi. Chúng ta sẽ lượm nó luôn một Whipball đi. Ui, Whipball không thành công luôn. Wow, vậy thì qua Level 1 nha. Nó mới cấp 10 thôi các bạn ạ. Con này nó rất là khó sự xuất hiện luôn. Mình tưởng nó không xuất hiện. Ai dè, bây giờ nó đã xuất hiện rồi. Quá xịn các bạn ơi. Cho nó luôn một quả Level 1 nữa nha. Và lần này, yes, chúng ta thành công rồi các bạn ơi. Con này thì không phải hệ độc, nó là Pokemon hệ lửa thôi. Và nãy mình có cho bạn xem mình đã có 628 con trên 809 con rồi đó. Chúng ta còn 181 con Pokemon nữa thôi. Ok, để mình cho bạn xem cái tỷ lệ của cái con Magpie hồi nãy nha. Trời ơi, dưới đây vẫn chưa có cái con Gengar xuất hiện các bạn ơi. Để mình coi Magpie nó có khó xuất hiện hơn Gengar hay không. Đây, chúng ta sẽ xem tỷ lệ của nó xem nào các bạn ạ. Tỷ lệ là 5.0. Wow, gấp 5 lần của con Gengar rồi. Vậy thì các bạn biết cái con Gengar nó khó xuất hiện cỡ nào rồi đó. Thì cuối cùng mình cũng đã quay trở về nhà rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hôm nay mình đã thực hiện xong cái thử thách về những Pokemon hệ độc rồi nha. Nếu thấy các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.